Hello anh em, mình ở Đà Đông có hai thớt radio bán giá rẻ cho anh em luôn. Đó là thớt của Pioneer. Báo giá luôn, bao ship cho anh em 850 anh em nhá. 850. Bao ship luôn cho anh em ấy. Đó là thớt đài Pioneer mã là 7000 ở phía trên và thớt 7009 ở phía dưới. Thì anh em đặt những cái thớt này vào những mẫu ampli Pioneer hoặc những mẫu ampli mặt phay nhôm đều được nếu anh em thích. Và những cái mẫu này thì nó mang tính chất là anh em sưu tầm và nghe đài, kênh đài là 89-90-91 anh em nhá. Bởi vì đây là điện 100V nên là nó sẽ không bao giờ có full tần số đâu. Còn nếu mà full tần số thì thường nó là hàng xuất Mỹ. Nhưng mà nếu đã full tần số thì nó không bao giờ có cái giá cửa hàng để cho anh em là 850 như này. Nó phải rẻ nhất là phải tầm 2 triệu trở lên anh em ạ. Thì những cái thớt này lúc nào cửa hàng cũng nói luôn với anh em là nó mang giá trị siêu tầm. Đấy. Để cho anh em biết. Chờ đợi anh trên miếng, nhớ về anh phát tin, lỡ nhắn tin liệu anh có. Đấy là bát kênh 89 anh em nhá. Cho đoạn dây điện là nắm bắt như nét. Đi chợ từ giữa trưa, xịt một ít nước hoa, khúc chiếc cao vòng mũ. Bắt con trên này. Con trên thì cửa hàng đã dò đài rồi, đã lưu sẵn, nó có lưu sẵn. Đấy, 90. 89. Kích cỡ là size 42. Và chiều dày thì nó như những mẫu ampli 7009 rồi 7007 i7 i9 đấy. Anh em có những mẫu ampli kiểu mỏng bằng thế đặt vào đây cũng rất hợp luôn. Đều có dây AV ra cắm vào ampli nên là anh em tiện luôn, không phải mua dây nữa nhá. Đây, dây AV. Dây AV tiện luôn. Điện 100V. Nên là khỏi phải mua dây dợ nữa. Cũng đỡ được tầm 100.000. Đấy. 850 bao ship cho anh em. Anh em nào đến gần lấy được thì tốt, đỡ mất tiền ship, bao ship luôn cho anh em vì nó cũng ít tiền nên thôi, thì báo giá bao ship luôn cho anh em. Có cái gì thì cả nói rõ luôn. Nó sẽ bắt ba kênh đài. Đây là con trên, con dưới này, đây là con dưới, đây là con dưới. Loại vặn này thì phải vặn đúng tần số nó mới có tín hiệu anh em nha. Còn điện tử trên bấm phát thì bấm đúng tần số là nó ra tín hiệu. Điện tử nó có cái hay thế.